Chào các bạn, đến với khu vườn của nhà em. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại cỏ ra mà mình đang cắt rồi. Nhưng mà mình thấy là nếu càng nhiều người biết về cái loại cỏ này thì sao? Thì chúng ta sẽ bớt dùng thuốc hơn này và lại được tận dụng cỏ sạch. Vì ở nhà mình hoàn toàn chăm sóc bằng canh tác theo hướng hữu cơ. À, tại mọi người ha, vừa đeo găng tay đó mà. Đây là cỏ mần trầu, hay cỏ nhiều, nó còn gọi khá là nhiều tên khác nhau này, mần trầu, màn trầu, này, cỏ kê gà. Thì đặc điểm nhận dạng của cây này chắc bạn sẽ thấy rất là nhìn thấy rất là nhiều ở nó mọc dại á. Đây là cũng là cây mọc dại và nó phát triển khá là tốt. Bạn thấy có căng một xíu mà phần rễ của nó này, cây rất là khỏe luôn. Hoa, đặc điểm nhận dạng của cây này là bạn nhìn thấy nó mọc theo tán đúng không ạ? Nó xề ra như là một cái cánh quạt vậy. Để mình quay cho bạn xem dễ hơn nhé. Đó, hoa của nó thì có thể 5 đến 7 bông ở phía chùm đầu ngọn như này. Và cái chín thì cái phần hoa này là sẽ mọc ra. Đây mình đang cắt để tí nữa mình sẽ làm sạch rửa và cỏ mần trầu thì có một số mình có tham khảo thì hầu như là có mọi người thì mọi người đều biết là nó có vị ngọt hoặc là nhạt, tức là tùy cảm nhận đấy. Nó có hơi đắng sợ, nó mát, bổ huyết, lợi tiểu cũng như là có khả năng giải độc. Một trong bạn nghĩa hay xem trong cái phần dầu gội thảo dược ấy, thường nó có phần cỏ mần trầu. Thì tác dụng của cỏ mần trầu là giúp cho chị cái việc là rụng tóc ấy. Đó, đây là hoa của nó này. Cái này chắc mọi chị thấy rất là nhiều. Ok, mình sẽ đây, mình sẽ đi kiếm một cái cây nó to rõ hơn cho bạn dễ nhìn đây. Nhà mình thì nó mọc tùm lum. Đây là một cây cỏ mần trầu khá là bự này. Phần hoa của nó này, bạn nhìn thấy tán của nó mọc đối xứng đúng không? Nó xòe rộng ra như một cái quạt vậy. Đó, thì khi hoa nó già này thì những cái hạt này nó sẽ già, nó khô đi mà nó sẽ rụng. Thì nó lên, nó được gọi là một loại cỏ thuộc họ lúa. Bạn nhìn thấy lá cũng đông, lá lúa đúng không? Và cỏ này thì đúng là nó là bá cháy luôn, vì nó mọc rất là nhanh. Ngoài ra thì bạn có thể tham khảo thêm một vài bài thuốc trên mạng có sử dụng cỏ mần trầu, ví dụ như là nó giúp cho việc bổ thận, làm mát, chữa cũng khá là nhiều bệnh, chữa các bệnh về sốt, viêm nhiễm, tại vì nó có tác dụng bổ huyết nữa. Đấy, bạn nhìn thấy nha, thật là cỏ mần trầu thì bạn có thể dùng tươi hoặc khô đều được. Đấy, nó xòe rộng. Và cỏ mần trầu này thì được các thầy thuốc xài khá là nhiều. Cỏ này mọc nhanh lắm. Nhưng nếu mà bạn không biết tác dụng của nó thì bạn coi nó chỉ là một cái cỏ thôi. Còn cỏ này ở nhà mình thì lại được
ưu tiên một chế độ, tức là cho mọc thoải mái. Rồi sau đó là mình cứ cắt làm nước gội đầu này, làm thuốc bạn có thể phơi khô để bán cũng hoàn toàn được, không có vấn đề gì cả. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video khám phá cây cỏ quanh ta nhé.